Xin chào cả lớp. Trước khi đi vào giải cái bài này thì anh muốn nói các bạn một cái như sau. Đó là trong quá trình mình học á thì mỗi bài toán nó luôn luôn có rất là nhiều phương pháp để giải quyết. Ví dụ đặc trưng trong cái bài số phức minmax các bạn thấy không? Anh hay xài vector đúng chưa? Anh vẽ giản đồ vector, anh hay xài hình học và có những bài chúng ta phải xài đại số. Vậy thì có nghĩa là như thế nào? Nó giống như chuyện các bạn ra trận, các bạn đi ra trận, các bạn gặp đối thủ của các bạn á, cái người kia họ xài cái gì? Giả sử họ xài kiếm, các bạn xài cung, bạn đứng xa bạn bắn cái thì rõ ràng là bạn ưu thế chiến thắng nó cao hơn. Giả sử người ta xài súng mà các bạn đi xài cung, xài kiếm thì chắc chắn là các bạn không có thắng người ta rồi. Mặc dù là xác suất chiến thắng vẫn có đúng không, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn so với trường hợp các bạn xài tên lửa đúng chưa? Vậy thì trong quá trình học mình cũng vậy, bài toán số phức nó có rất là nhiều phương pháp giải chứ không phải là một phương pháp, cho nên tùy vào bài mà mình nên áp dụng lựa chọn cái phương pháp nào cho hợp lý. Thì trong tay mình học lúc nào mình cũng có nhiều cái công cụ, ví dụ như trong bài toán số phức mình có vector, mình có thể biểu diễn hình học, mình có thể dùng đại số, mình có thể đưa qua dạng lượng giác để mình đưa về một ẵm, mình khảo sát hàm số đúng chưa? Mình có thể xài các bắc đẳng thức quen thuộc, ví dụ Bunyakovsky, ví dụ Cauchy, Minkowski, hoặc là các cái bắc đẳng thức trong module. Vì trong bài này khi mọi người đọc lên đó, nó giống cái câu của bộ nhưng mà nó phát triển khác một tí xíu, thì anh có thể sử dụng hai phương pháp anh nghĩ là nhanh nhất, đó là vector hoặc là dùng bắc đẳng thức trong module. Thì ở đây anh sẽ xài bắc đẳng thức trong module, bạn nào thích vẽ vector cũng được. Tại vì sao? Bài này đọc cái đề này cho chúng ta hai số phức z1, z2, có module z1, có module z2, mà người ta cho thêm cái dữ kiện là góc MON bằng 120 độ, tức là cái góc giữa hai vector ta cho luôn rồi. Cho nên lúc đó vẽ sẽ xác định được ngay M0 là giá trị lớn nhất của biểu thức này và M nhỏ là giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Người ta muốn hỏi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hai thằng này đó. Đọc cho kỹ đề nha, đừng có nhầm nha. Cho nên rằng là mình sẽ tính thằng này như sau. Đầu tiên anh sẽ giải bằng phương pháp bắc đẳng thức module trước cho mọi người ha, sau đó anh sẽ vẽ vector. Vậy bắc đẳng thức module mình có hai cái, anh sẽ show lại cho mọi người cái các cái công thức từng gặp đúng không? Bunyakovsky, Minkowski và bắc đẳng thức trong module. Bắc đẳng thức module chúng ta có hai cái thôi. Đây, hai anh chàng này. Module của z1 cộng z2 sẽ lớn hơn bằng module của z1 cộng z2. Còn dấu ngược lại chúng ta sẽ xài thằng này. Module của z1 cộng z2 thì sẽ nhỏ hơn sẽ lớn hơn bằng module của z1 trừ cho module của z2. Đó, đây là hai cái, một cái chúng ta xài cho đánh giá giá trị nhỏ nhất, một cái chúng ta xài cho đánh giá giá trị lớn nhất. Rồi anh viết lại ha. Anh viết lại đây cho mọi người ha. Thứ nhất, module của z1 cộng z2 thì sẽ luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng module của z1 cộng cho module của z2. Ở đây mọi người nhớ cho anh nè, là dấu bằng xảy ra khi nào? Tại vì trong bài này chúng ta không cần xét dấu bằng, tại vì người ta chỉ hỏi giá trị lớn nhất nhỏ nhất thôi, là mọi người đánh giá sẽ xong. Nhưng mà có những bài người ta hỏi khi cái thằng này đạt giá trị lớn nhất thì cái thằng z này bằng bao nhiêu, thì mình cần phải biết cái số phức tại thời điểm mà cái biểu thức p đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu, cho nên mình phải xét dấu bằng xảy ra. Dấu bằng này xảy ra trong thằng này khi mà z1 bằng k lần z2, và nhớ trong trường hợp này thì k của các bạn lớn hơn bằng 0, tức là cái thằng z1 và z2 này hai vector nó cùng phương với nhau đó đúng không? Thứ hai, z1 cộng z2 mình sẽ lớn hơn hoặc bằng module, ở trong này sẽ là module của z1 trừ module của z2. Thằng này dấu bằng xảy ra khi nào? Khi mà z1 cũng bằng k lần z2 nhưng mà lúc này k của chúng ta âm. Đó. Bỏ dấu bằng đi cũng được ha. Vậy mình cần phải hiểu kiến thức căn bản này. Khi anh cần đánh giá trị nhỏ nhất thì anh phải dùng cái bắc đẳng thức nào? Khi cần xét giá trị nhỏ nhất, tức là mình xét cái biểu thức đó lớn hơn hoặc bằng đúng không, thì mình sẽ xài cái thằng số 2 này, cái thằng này. Còn khi mà mình đánh giá lớn nhất, tức là mình xét cái dấu bắc đẳng thức là nhỏ hơn hoặc bằng, thì mình sẽ đánh giá thằng này. Cho nên tùy vào bài mà mình sử dụng cái bắc đẳng thức module nào cho nó phù hợp. Anh đánh đây là số 1, đây là số 2. Rồi, áp dụng vô đây. Thứ nhất, M0 là giá trị lớn nhất của cái biểu thức này. Anh coi cái thằng này là z1 nè. Anh coi cái số phức xác định của anh là z2 nè. Thì chỗ này anh có thể viết là 3 lần z1 cộng cho 2 lần z2 cộng cho trừ 3 lần y không? Đó, để cho mọi người dễ nhìn cái công thức thôi. Thì anh sẽ dùng cái bắc đẳng thức nào để anh đánh giá giá trị lớn nhất các bạn? Đó là anh phải sử dụng cái bắc đẳng thức số 1, đúng không? Cái bắc đẳng thức số 1. Vậy áp dụng số 1 vô để tìm M0 nè. M0 thì mình có module của 3 lần z1 cộng cho 2 lần z2 cộng cho trừ 3 lần y. Thì thằng này sẽ như thế nào? Nhỏ hơn hoặc bằng. Thằng này mình sẽ áp dụng vô, nó sẽ là module của 3 lần z1
cộng 2 lần Z2 đó, cộng cho module của trừ 3i đúng không? Thì mọi người sẽ thấy nè, ở đây chúng ta tính được rất là nhanh, module của trừ 3i chính là bằng 3, bấm máy tính cũng được, không phải nhẩm cũng được, căn của 3 tất cả bình đấy, cộng cho module của anh chàng này 3Z1 cộng 2 lần Z2. Thì mọi người chú ý, mình có thể xài máy tính mình bấm luôn đại số ha. Chú ý mọi người, trong số phức Z á, trong đại số thì mình sẽ là viết là A cộng BI. Còn đưa qua dạng lượng giác thì chúng ta sẽ viết Z là bằng R góc phi đúng không? Chú ý, với R là module căn của A bình cộng B bình, còn phi là cái góc so với lại cái TOX của các bạn ấy. Đây là TOX nè, đây là TOI nè. Thì một số phức Z biểu diễn là vector OM, mình nói nhiều rồi. Thì cái góc này chính là góc phi nè các bạn. Anh hướng dẫn các bạn bấm máy tính luôn. Các bạn bấm MOST nè, chuyển số 2 nè. Đây, đây là tính toán sử dụng máy tính thôi chứ không phải Casio gì hết ha. Đứa nào cũng làm được hết, không có gì hết. 3 lần Z1, 3 là số dương nhân với Z1, vậy nó sẽ là một con số cùng phương, là cái vector cùng phương với vector Z1 đúng không? Z1 là bao nhiêu? Module là bằng 1. Vậy 3 lần Z1 là mình nhân 3 lên ha, nhân 3 lên thì sẽ là 3. Góc bây giờ sẽ là góc phi, mọi người cho anh là góc 0, tại vì cái vector Z1 ta sẽ là trùng với lại góc tọa độ, được chưa? Tiếp tục cộng cho 2 lần Z2, cộng cho 2 lần nhân cho Z2 của các bạn á, Z2 module của nó là bằng 3. Vậy nhân vô thì sẽ 3 nhân 2 thì sẽ bằng 6 đúng không? Mà góc bây giờ nó sẽ là góc bao nhiêu? Góc bây giờ nó sẽ là 120 độ, tại vì nó hợp với lại vector ON sẽ là một góc 120 độ mà. Thì đây nè, ví dụ như ON, ON vector anh là hướng như thế này. OM vector hướng này ha. Thì ON 120 độ nó sẽ hướng như thế này đúng không mấy đứa? OM như thế này. Thì cái góc bây giờ nó sẽ là 120 độ. Còn thằng này góc so với TOX nó là 0. Vậy ở đây các bạn nhân nè, cái số này nhân vào thì nhân với lại cái R là đủ rồi, là 2 nhân 3 là 6. Mọi người bấm góc 0 cho anh, góc cho anh là 120 độ. Chú ý ở đây để độ thì chúng ta bấm độ, còn để radian thì để radian nhé, cẩn thận chứ không là sai. Bấm bằng cho anh. Nó là 3 căn 3i. Sau đó mình lấy module lên, tức là shift ABS này của answer bằng 3 căn 3. Và chỗ này ra 3 căn 3 ngay lập tức. Thấy không? Nếu mình áp dụng bắt cận thức, mình hiểu, mình xài nó nhanh hơn vẽ vector nữa, đúng chưa? Nhỏ hơn hoặc bằng. Đây là anh tính được M0 ha, và M0 của anh là bằng nhiêu đây. Rồi, tiếp tục áp dụng cho cái thằng số 2. Thằng số 2 thì mọi người sẽ xét M nhỏ 0 thì là module của thằng dưới này. 3 lần Z1 trừ 2 lần Z2 cộng cho 1 trừ 2i. Y chang vậy thôi, nhưng bây giờ mình đánh giá gì? Giá trị nhỏ nhất, cho nên anh phải xài cái dấu gì lớn hơn hoặc bằng. Lớn hoặc bằng tức là bắt phương trình số 2 thì sẽ là module của, ở trong này là bao nhiêu? Module của Z1 chính là module của thằng này, module của 3Z1 trừ 2Z2 cộng cho module của anh chàng này, trừ chứ, trừ cho module của anh chàng này, trừ cho module của anh này là bao nhiêu? Có phải là 1 trừ 2Y không? 1 trừ 2Y là căn mấy của bạn? Căn 5 đúng không? Căn 5, chỗ này là dấu trừ công thức. Còn anh chàng này mình lại bấm tiếp, bấm tiếp 3 lần Z1 thì hồi nãy vẫn là 3 thôi, vẫn là 3 góc 0 đúng không? Nhưng bây giờ trừ 2 lần Z2 thì chỗ này phải là trừ đúng không? Trừ. Vậy góc bấm bằng này, nó sẽ là 6 trừ 3 căn 3, shift ABS answer bằng 3 căn 7. Và chỗ này sẽ là 3 căn 7. Đó, mình nhanh chóng mình tìm được M nhỏ 0 của anh là bằng bao nhiêu? 3 căn 7 trừ căn 5. Vậy là mình có thể chọn đáp án rất là nhanh ha. Tổng lại M0 cộng M nhỏ 0 sẽ bằng thằng này cộng thằng này sẽ là 3 căn 3 này. À, người ta viết căn 7 trước đúng không? Thôi anh viết căn 7 trước. Là bao nhiêu? 3 căn 7 cộng cho căn 5 sẽ là trừ căn 5, cộng cho căn 3 sẽ là cộng cho 3 căn 3 cộng cho 3. Vậy lúc này bạn thế anh tìm cho A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ cho anh thế vào đây ha. Nó sẽ là bao nhiêu? A nhỏ của bạn là 3 này, cộng cho 2 nhân cho thằng này là trừ 1 là B nhỏ này. Sau đó trừ C là trừ 3 này. Sau đó cộng D là cộng 3 nữa đúng không? Sẽ bằng bằng 1 đúng không? Vậy đáp số của mình sẽ là câu A. Đó, nên nếu mọi người hiểu chúng ta xài cái vũ khí này thì chúng ta sẽ đánh rất là nhanh trong cái bài này. Tại vì sao các bạn? Tại vì người ta cho cái góc này nó cụ thể quá, góc giữa hai vector nó cụ thể quá, cho nên chúng ta có thể xác định được ngay thằng Z1 và thằng Z2 luôn được rồi. Ok ha. Rồi, giả sử bạn nằm mà rành vector thì chúng ta vẽ được không? Ví dụ nha, đây là trục OI của anh nè, đây là trục OX của anh nè. Anh biểu diễn lên ha. Đầu tiên anh biểu diễn gì? Anh đang xét, ví dụ anh đang xét cái M lớn 0 ha, 3 lần Z1
3 lần z1 là sẽ là cùng phương với lại vector z1 và như thế nào, gấp 3 lần đúng không? Thì anh biểu diễn đây là 3 lần z1 này. 3 lần z1. Đó, đây là vector 3 lần z1 ha. Tiếp tục cộng cho 2 lần z2. Thằng z2 đâu? Thằng z2 phải là thằng hợp với anh chàng này 120 độ. Đây, nó hướng như thế này. Và nó có độ lớn là bằng 6, anh chàng kia là 3 thì nó sẽ gấp 3 cái độ lần này. Gấp 2 lần. Tại vì độ lớn của 3 z1 sẽ là 3 nhân 1 là bằng 3, còn anh chàng này 2 nhân 3 là 6 thì nó sẽ gấp 3 lần, các bạn vẽ lên như này ha. Đó, đây là gì? 2 lần z2. Đó, sau đó mình sẽ tổng hợp nó lại một lần ha. Tổng hợp thì mình sẽ làm gì? Quy tắc hình bình hành thôi. Này vẽ. Đây thì vector tổng của mình đầu tiên nó phải hướng như thế này trước nè. Đây, tổng hợp thằng này trước. Rồi sau đó mình mới đi tổng hợp với anh chàng nào? Anh chàng trừ 3y ha, trừ 3y cộng cho trừ 3y. Trừ 3y thì x bằng 0 này, y bằng trừ 3 là nằm đâu dưới này này. Đấy. Vậy trừ 3y của mình nó cũng nằm hướng xuống như vậy. Rồi sau đó các bạn tổng hợp vector lại cho anh nữa là xong. Đại loại nó sẽ hướng như thế này ha. Nhưng mà tí nữa các bạn có máy tính các bạn bấm rồi không sao hết. Đó, cho nên là cái vector tổng của anh sẽ là vector này. Cái mà anh cần tìm, min max nó bằng bao nhiêu đấy. Thì mọi người hiểu là gì? Đầu tiên á là cái vector này trừ 3y là vector cố định. Thằng này là luôn luôn không đổi rồi đúng không? Trừ 3y của bạn chỗ này là không đổi. Chỉ có hai này là nó cộng lại nó sẽ thay đổi thôi. Cộng lại thì mình tổng hợp vào nè. Nó sẽ là thằng này. Chính là vector này là vector tổng nó sẽ thay đổi nè. Nó thay đổi nó quay quanh cái góc này. Tức là nó sẽ chạy trên đường tròn gì đó. Nha. Rồi thế nó thay đổi tới cái vị trí nào mà làm cho nó cộng với thằng này nó sẽ lớn nhất các bạn. Về mặt tổng hợp vector, chắc chắn nó phải thay đổi xuống vị trí mà trùng với lại phương của cái trục này đúng không? Và nó hướng xuống để cùng phương với này, lúc mình tổng hợp hai vector cùng phương thì nó mới lớn nhất được. Vậy thì anh sẽ vẽ trường hợp nó xuống như thế này này. Đó, nó sẽ xuống hướng xuống đây này. Đây chính là 3 thằng z1 cộng 2 thằng z2 này. Đó, vector này này, khi mà nó chạy xuống đây thì nó cùng phương với lại cùng hướng với lại anh chàng này luôn, trừ 3y luôn, cho nên cộng lại tổng của nó lấy module nó sẽ lớn nhất. Là nhiệm vụ các bạn chỉ cần là gì? Tính cái thằng này dựa vào công thức gì các bạn? Định lý hàm số cosin xét trong tam giác này. Vì mình có góc rồi ha. Góc này là 120 nè. Các bạn muốn tìm cái vector màu xanh này, các bạn đưa vào trong tam giác nào cũng được. Mọi người tính cái góc này cho anh. Hoặc là chúng ta có góc này là so le trong với góc này. Đó, 120 thì anh chàng này là 180, thì còn lại là 60. Đó, góc này 60. 60 thì mình tính dùng công thức gì đây? Muốn tìm cái màu xanh thì cái màu xanh nè, thì anh có cái vector tổng anh gọi này là vector x chẳng hạn ha. Thì anh có x bình nè sẽ bằng thằng này bình phương cộng thằng này bình phương. Thằng này chính là vector của thằng này, độ lớn của nó là 3 bình, cộng cho thằng này là 1 bình. 1 bình. À sorry, nó không phải là 3 mọi người ha. Cộng lại mình cộng nhầm. Thằng này là bao nhiêu? Thằng này hồi nãy là 2 lần z2, 2 lần z2 là 6 bình. Còn thằng này là gì? 3 lần z1 là cộng cho 3 bình. Đấy, trừ cho 2 lần AB, tức là 26 bình nhân 3 bình. 26 nhân 3 chứ quên. 6 nhân 3 nhân cho gì? Cos của góc bao nhiêu bộ các bạn? 60 độ. Từ đây mọi người suy ra cho anh x ngay lập tức là bằng. Bấm máy tính ra cho anh ha, bằng 3 căn 3 ha, lấy căn ra. 3 căn 3. Đó. Vậy thằng này là luôn luôn có độ lớn là 3 căn 3 này. Vậy mình nhận xét nó mắc khi nào? Khi nó chạy xuống tới đây. Đúng không? Nó chạy xuống ở đây nó có độ lớn là bằng 3 căn 3 về độ lớn nè. Đấy. Thì lúc này vector tổng của mình trong trường hợp này max sẽ là bao nhiêu? M0 nó sẽ bằng thằng này có độ lớn là 3 rồi. Thì là 3 nè, cộng cho độ lớn của vector này là bao nhiêu? 3 căn 3. Vậy nó có giống với lại cái mình đánh giá bất đẳng thức hồi nãy không? Y chang, đúng không? Cũng ra cái của M0 bằng 3 cộng cho 3 căn 3 thôi. Đó, cho nên cái cách nào cũng được hết. Tuy nhiên, nếu mà các bạn hiểu được cái bất đẳng thức á, thì các bạn xài nó sẽ nhanh hơn cái trường hợp vẽ vector này một tí xíu. Theo em nghĩ là vậy. Còn tùy thuộc vào các bạn thôi. Bạn muốn xài cái nào cũng được hết. Tương tự, các bạn có thể tự vẽ cái trường hợp thứ hai để coi nó min khi nào nhé. Trường hợp thứ hai nhớ ở đây là trừ 2 lần z2. Thì vector lúc này vector z2 nó sẽ hướng ngược xuống như đây nè. Thấy không? Ngược xuống như đây. Thì mọi người tính tổng lại. Rồi sau đó mọi người coi thử vị trí min khi nào. Vị trí min coi cái độ lớn á, tí min khi cái vector tổng nó hướng lên đây nè. Còn vector này nó vector 1 trừ 2y nó hướng bên nào mình không biết, mình sẽ vẽ ra được chưa? Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo nhé. Đây là cách mình hướng dẫn các bạn để hiểu cái vấn đề nó rõ hơn. Mọi người có thắc mắc thì comment bên dưới nhé. Bye bye.